À, chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng ngôn ngữ C để viết chương trình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về decision making, tức là if else này nọ đó các bạn. Ok, với lại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vòng lặp là mình dùng for loop với while loop đồ này nọ. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Decision making. Tức là cái câu điều kiện đó các bạn. Cái câu điều kiện thì giống như là mình đời thường của mình á, mình nói ví dụ như nếu nếu trời mưa thì tôi ở nhà, còn không trời mưa thì tôi đi xem phim. Đó, đại khái nó đơn giản không? Thì nó sẽ cái câu của nó sẽ viết là nếu cái gì đó đúng thì mình làm cái gì đó, còn không sai thì mình làm cái gì đó. Ok. Rồi, thì bây giờ mình kết hợp mình làm thử coi sao nha các bạn. Thì mình nói là nếu nè, cái câu điều kiện thì mình cái syntax nó sẽ viết như vậy. Đó, đó, thấy không? Ví dụ như mình nói cái này là đúng, true, mình nói đúng đi. Đó. Thì mình nói cái này mình để mình copy ở phía dưới đi, phía sao chót mà mình đừng quan tâm tại vì nó đứng đó nó chờ cho mình thôi. Ok. Rồi bây giờ mình khai báo một cái biến là ví dụ như mình nói integer. Mình nói boolean đi, tại nó có nhiều nhiều loại. Boolean thì nó gọi là bool, các bạn thấy đổi màu xanh không, nó gọi là keyword. Cái này mình nói điều kiện đi, điều kiện không, thì mình gán cho nó cái giá trị là true, thì mình nói thí dụ gì, mình nói, các bạn thấy không, những cái chữ từ này, từ khóa này nó gọi là keyword thì nó hiện màu xanh lên. Ok, thì mình có cái biến tên là điều kiện. Cái video trước cái biến là gì? Ok. Cái loại của cái biến là boolean thì nó chỉ có hai giá trị trúng với sai thôi. Ok. Thì mình nói nếu điều kiện, tức là mình nói nếu nó bằng true đó, hoặc là mình nói nếu bằng true cũng được. Ok, thì mình sẽ làm cái này, mình in ra màn hình. Thì cái in màn hình đó là mấy cái video trước mình có học rồi đó, in ra màn hình là cái câu này thì mình cứ copy lại rồi thôi. À, cái này mình cứ ghi lại đúng không? Ví dụ các bạn mình làm trong C hay là C++, các bạn đừng có đánh dấu tiếng Việt, bởi vì nó sẽ không có in ra đâu. Bởi vì giờ tại sao mà những cái ngôn ngữ mới nó hỗ trợ Unicode, tức là mình đánh dấu được tiếng Việt, nên những cái ngôn ngữ cũ thì nó không có biết mấy cái đó, thì mình đánh ra nó sẽ ra ô vuông vuông này khá nhỉ. Điều kiện là true, mình nói thí dụ như vậy. Ok. Đó. Thì cái này nè các bạn ghi nè, thấy không, cái câu của nó, cái cú pháp của nó là nếu, đừng 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 có viết hoa gì, các bạn viết nó ôi sao sai quá, chạy không được, nó hiện màu kỳ quá, thì đó mình phải coi lại có cái dấu mũi tên phía dưới này, mình phải coi cái underline đó, là mình phải viết cái chữ nhỏ nó đổi màu không, đó, đổi màu là nó đẹp, là nó đúng. Ở trong ruột của nó là câu điều kiện, mình nói nếu cái điều kiện này bằng true thì ngay chỗ này mình có hướng dẫn này. Khi mà cái video trước là mình có nói mấy cái toán tử, tức là cộng trừ nhân chia rồi này nọ trong cái một cái ngôn ngữ, còn khi mà mình coi cái điều kiện mình hỏi nó có bằng nhau hay nó lớn hơn nhỏ hơn thì mình làm giống vậy. Hai cái dấu bằng, một cái dấu bằng là gán nha, hai cái dấu bằng nó mới hỏi câu nó trả về là đúng hay sai, phải không? Ok. Rồi thì mình nói nếu điều kiện này true thì nó sẽ in ra cái câu này. Mình chạy thử coi. Thì mình mong đợi nó sẽ in ra là điều kiện là true, bởi vì mình gán cái biến điều kiện của mình nó là true mà, đúng không? Đó. Đó, thì các bạn thấy không? Điều kiện là true, đúng không? Khi mà mình làm như vậy á, mình mong đợi cái chương trình mình nó chạy sao á, là mình chạy nó giống vậy là coi như là mong đợi của mình tốt, không? Rồi từ từ á, mình mong đợi thì mình khỏi cần chạy luôn, mình cũng biết được. Ok, thì sẵn mình nói else luôn. Else thì các bạn cái cú pháp nó viết là vậy, không? Đó, thì else thì thường nó có nhiều ngôn ngữ nó viết như vậy, cái đại khái nó có nhiều, thì khi các bạn save lại nó cái kiểu này cũng được, cái kiểu kia cũng được, đại khái ở giữa này nó phải nằm trong đây. Nếu mà bạn có một cái dòng lệnh trong đây á thì bạn không có cần cái này, cái móc này, hai cái móc một cặp, không? Ví dụ như mình nói thôi để mình ví dụ đi, rồi mình sẽ nói thêm cho các bạn. Mình nói nè, điều kiện, ví dụ như điều kiện là sai đi, điều kiện là đúng đi, nói thí dụ, không? Thì trong trường hợp này mình nói luôn, nếu mà câu điều kiện nó hỏi đúng hay sai, bạn không cần cái này nó cũng được, không? Thì trong trường hợp này mình chạy nó sẽ in câu điều kiện là đúng,
Đó, ví dụ như các bạn chạy nè. Đó, câu điều kiện là đúng đúng không? Không, rồi, mình tắt đi. Không, còn ví dụ như mình nói cái chữ sai là false. Nó đổi màu mới đúng nha. Ví dụ bạn viết sai thì nó không có đổi màu nè. Đó, thấy không? Rồi mình chạy thì nó sẽ in cái câu dưới nè. Đó. Đó, điều kiện là sai các bạn thấy không? Ok. Đó, rồi. Thì thêm vài cái thứ nữa để mình nói luôn. Rồi khi mà mình có một hàng á, mình không cần hai cái này. Ha. Ví dụ mình có một hàng mình không cần hai cái này. Các bạn viết phải thuộc đầu hàng, chứ các bạn đừng có viết như vậy nha. Viết như vậy là không có ý tưởng, không có tốt. Ha. Thì các bạn cho nên là mình phải thuộc đầu hàng để cho nó biết cái thằng nào là con của thằng nào, đại khái như vậy. Ok. Thì cái đó mới là cái kiểu mà chính xác để mà mình học một cái ngôn ngữ, mình viết liền á, nó cũng máy nó vẫn biết, nhưng mà chỉ có người mình không hiểu thôi. Thì khi mà mình có một cái dòng lệnh thì mình có quyền họ bỏ cái dấu đó đi, không? Nhưng mà khi mà mình có hai dòng lệnh, mình nói thí dụ như vậy ha. Đó. Thì các bạn chạy, các bạn nhìn, nhưng các bạn đọc trong đầu nó, ô nếu mà điều kiện đúng thì tao in hai dòng này, sai thì tao in dòng này, thấy không? Trong đầu bạn nghĩ là đúng, nhưng mà mình viết code ra cái mình thấy không, cái này là nó sai rồi, thấy không? Nó hiện ở phía dưới, không, nó không có đúng, đúng không? À, ví dụ như mình chạy một lần đi, nó đúng nè, đúng là mình chạy đi, không, mình chạy đi nha, thì nó trong cái trường hợp này nó in là điều kiện là sai, đúng không? Rồi thì điều kiện là sai rồi. Rồi thì nó vẫn đúng khi mà mình bỏ mất cái dấu kia, đúng không? Đây rồi. Nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn, dù các bạn làm một dòng lệnh, các bạn vẫn để cái mốc này, nó rất là quan trọng. Bởi vì mình, một là mình đọc nó dễ, hai á là khi mà mình không có bị sai lầm khi mà mình thêm một cái dòng lệnh nữa, không, thì các bạn rất là dễ, giống như là dễ bị sai khi mà mình có nhiều cái dòng lệnh, cái code của mình viết nó nhiều ra rồi đó, mình thiếu cái mốc này nè, mà trong đầu mình muốn nó có hai cái dòng này, lận hai ba bốn năm sáu gì, mà mình quên đi cái mốc này, cái chạy chương trình chật lấp, mình không biết tại sao đó. Cho nên đó, mình luôn có cái mở hoặc đóng hoặc này, cho dù mình có một dòng lệnh nó không có bị sai hết đó các bạn. Ok rồi. Rồi bây giờ mình thực tập lại, giống như cái bữa trước là mình chạy từng câu nè. Các bạn sẽ lấy điều kiện nè, các bạn nhỏ lại đi, không? Thì khi mình chạy nè, thì coi nó làm cái gì. Thì nó làm á, nó làm từng hàng, từng dòng, từng dòng. Thì cái người mình nó cũng phải chạy theo nó từng dòng, từng dòng. Thì khi mà mình hay rồi á, mình cũng không cần chạy chương trình, mình chạy từng dòng mình cũng hiểu được. Ok. Rồi bây giờ bạn chạy tiếp theo nè, thì mình để cái lên cái điều kiện, nó sẽ nói điều kiện bằng for, các bạn thấy không? Thì tới câu điều kiện nó sẽ kiểm tra, nếu trúng thì nó chạy vô đây hàng 11, sai chạy hàng 13. Thì bây giờ hiện tại nó đang là sai, không? Thì các bạn, nó bỏ qua hàng 11 và nó chạy hàng 13, các bạn thấy không? Bây giờ trên màn hình bên đây trái mình cái màu đen nè, mình chạy tiếp nè, thì nó sẽ in ra các điều kiện là sai, rồi nó đứng đây nó chờ cho mình gõ enter, đúng không? Đó, thì một cái chương trình nó chạy, điều kiện là nó chạy vậy, nó không có chạy vô hai thứ, mà nó chạy, nó coi cái điều kiện của mình là gì và nó chạy vô một 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 trong hai cái điều kiện đó thôi. Ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu qua bên cái vòng lặp for của nó là gì nha các bạn. Thì khi mà mình nghe cái vòng lặp đó là mình cũng biết được cái nó làm cái gì rồi. Thì thật sự nó là vòng lặp thôi, giống như là mình chơi game, mày cứ bỏ tiền hoài, chơi hoài, chừng nào mà mày hết tiền thì tao mới ngừng game thôi, không? Cho nên nó cái vòng lặp là như vậy. Thì nó có nhiều loại, thí dụ như nó gọi là while loop, hay là for loop, hay do while loop, hay là nested loop. Thì những cái loop đó là cái gì? Loop đó là cái vòng lặp, và những cái thường những mình hay xài nhất là cái for với lại cái while, còn mấy cái kia thì ít lắm, không, cái do while này ít lắm. Nhưng mà để đại khái các bạn biết nó là cái gì thì mình sẽ biến hóa được. Ok, để mình nói sơ sơ. Ví dụ như cái for for loop thì các bạn, ví dụ như các bạn kêu một đứa bạn, mình phạt nó chạy 5 vòng sân bóng đá, thì mình đếm, nó chạy được một vòng mình đếm 1, chạy 2 vòng mình đếm 2, nó chạy 5 vòng thì mình đếm rồi 5, được rồi, mày ngừng, đúng không? Đó là mình biết trước được,
cái số lần mà nó bị phạt thì mình dùng for. Còn mình không biết thì mình sẽ dùng while. Thì cái for này á, nó sẽ kiểm tra điều kiện trước, các bạn thấy không? Ví dụ như cái thằng đó nó chạy 5 vòng sân banh rồi, mình nói ê 5 vòng đủ chưa? Đủ rồi thì mình nói ok đủ rồi thì thôi ngừng, bữa nay nghỉ mệt. Không? Còn nếu nó chạy 4 vòng thì mình hỏi nó ê mày chạy mấy vòng rồi? Nó nói 4. 4 gì chạy thêm 1 đi là 5. Đó. Không? Còn cái while này là cái gì? Cái while vòng lặp while này á mình sẽ chạy xong rồi mình mới kiểm tra điều kiện, không? Tức là ví dụ như mình chơi game, mình vô mình cho ê chơi game đi. Rồi chơi game xong rồi cái mày còn tiền không? Còn bỏ vô chơi tiếp, không bỏ vô thì thôi đi về đi. Đó, còn vậy. Còn ví dụ như mình phạt nó, giống như cái trường hợp mình mới nói, mình phạt nó chạy vòng quanh sân bóng, nó hỏi giờ phạt nó mấy vòng, mình nói mày cứ chạy, cái nó chạy một vòng, cái nó hỏi xong chưa, cái mình nói mình nhìn nó mình thấy còn khỏe, mày chạy thêm vòng nữa, chạy một vòng nữa. Ví dụ mình huấn luyện lính mà chạy hai vòng mình thấy nó còn khỏe, mình nói chạy nữa đi, chạy ba vòng, mình chạy hồi nó khờ quá rồi, nó mệt quá rồi, tội nghiệp quá rồi, cái mình nói rồi vậy thôi mày mệt rồi thôi đi. Đó là mình kiểm tra sau khi mà mình chạy. Còn cái for loop mình kiểm tra trước. Ok, rồi coi cái cách viết nó sao nha các bạn. Cách viết ví dụ như là mình ok, mình coi cách viết. Rồi thì cũng đơn giản thôi. Cái cách viết của vòng lặp thì là nó giống như vậy. For một cái giá trị ban đầu, giống như là mình nãy mình nói là nó chạy chạy vòng quanh sân bóng 5 lần thì cái lần đầu tiên mình phải đếm ơi mày lần này là chưa có lần nào nha, bắt đầu chạy đi. Rồi cái điều kiện mình nói ơ chạy phải 5 lần. Để khi mà nó chạy xong một lần thì mình nói ơ tăng lên một vậy đó. Còn cái statement này tức là một cái dòng lệnh là mày phải chạy sân bóng. Đó. Thấy không? Đó thì cũng đơn giản thôi. Rồi bây giờ đó, ví dụ mình dùng for loop mình sẽ viết for mở ngoặc đóng ngoặc thì nó có kiểu nó vậy mà. Đó, thì mình viết syntax nó là vậy. Ok. Thì ví dụ như mình chồng mình đó cái đó mình in ra. Mình nói thí dụ vậy. Mình in ra nói chạy bộ, mình nói chạy bộ. Đó, ok. Ví dụ như rồi cái xong rồi initial mỗi cái này mình có hai cái dấu này, hai cái dấu giống như nó ngăn ra đó các bạn thấy không? Nè ngăn ra đó. Ngăn ra giữa ba cái món ở trong này. Trước nhất là mình khởi tạo cái giá trị ban đầu và cái điều kiện, và sau khi mà làm xong nó sẽ tăng cái giá trị lên thì nó làm sao? Nó làm thí dụ như các bạn nói integer i bằng 0. Thấy không? Mình nói i nhỏ hơn 5. I cộng cộng. Ok, nó làm điều gì? Tức là nó nói ok, tao bắt đầu đếm mày nha. Lần đầu tiên mày chạy là chưa có chạy vòng nào. Thì mày chạy đi, chạy xong nó cái bắt đầu nó nói ê mày chạy 5 vòng đủ chưa? 4 vòng chưa? Tức là giờ là 0 tới 4 là 5 á. Nếu chưa đủ thì chạy tiếp đi, còn chạy xong á là cái bắt đầu mình đếm tăng lên một. Đó, bạn hiểu cái ý tưởng không? Rồi mình chạy nó sẽ in ra 5 cái hàng đi bộ, chạy bộ, không? Ok, 1 2 3 4 5. Đó, các bạn thấy 5 hàng không? Đó, ok. Thì cái for nó là như vậy. Ok. Thì cái for cái cú pháp của nó các bạn viết phải nhìn cho nó kỹ. Hai cái dấu chấm phẩy này nó phân ra ba cái cục ở giữa. Thì cái cục đầu tiên là khởi tạo, cục thứ hai là kiểm tra điều kiện, cục thứ ba là tăng cái biến để mình cho nó đếm nó chạy bao nhiêu lần đó. Ok. Còn ở giữa này mình muốn mặc bao nhiêu cái hàng lệnh cũng được, đại khái vậy. Ok. Rồi thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra. Tại vì á các bạn sẽ dùng cái này rất là nhiều, bởi vì á khi mà các bạn làm sai mình không biết tại sao sai, nhưng mà mình phải chạy như vậy mình các bạn mới biết được sai nè. Ok, thì bây giờ đó Phan, ví dụ như mình nói chạy bộ ví dụ như mình muốn nói chạy bộ lần thứ mấy thì mình nói đại khái ví dụ như cái này đi. Ai đi, mình nói thí dụ coi được không? Không biết si nó viết vậy đúng không? Mình cũng không biết, nhưng mà mình cũng hướng dẫn các bạn. Hy vọng các bạn đừng có chê. Ok. Rồi, thì cái này cái giống này là gì? Chạy xong rồi nói. Ok. Đó, các bạn không? Chạy bộ lần thứ 0, lần thứ nhất 2, 3, 4, 5. Không? Đó. Ok. Rồi, ví dụ như mình muốn in, không muốn in số 0 thì các bạn làm cái toán học vô. Cộng 1 lên. Đó, mình nói thí dụ vậy. Ok. Thì nó sẽ in ra chạy bộ lần thứ nhất 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Đó, các bạn thấy không? Ok, rồi, bây giờ giải thích. Ok, thì cái này đó, giống như mình nói là một cái hàm số hay là một cái function. Một cái function đó thì mình có ở trong nó là những cái tham số. Thì khi mà các bạn cho hai cái tham số, thì cái tham số đầu tiên là một cái chuỗi nó in ra, và cái tham số thứ hai là giống như ví dụ như mình nói thí dụ như đi mua nước ngọt cho tôi, cái mình đưa cho nó 5 đồng, cái nó chạy đi mua, nó mua được 5 lon nước ngọt. Cái mình nói cũng gọi cái phân sành là nó cũng cái thằng nhỏ đó vậy luôn, mình nói nó đi mua nước ngọt cho tao, mình đưa nó 10 đồng, thì lúc đó nó mua được 10 lon nước ngọt. Các bạn hiểu không? Tức là cái tham số mình đưa vào tùy theo cái tham số đó mà cái function này nó thực hiện. Ok, thì nó thực hiện sao? Cái này là cái giống gì vậy? À, cái này là cái ngôn ngữ C nó quy định như đó. Thật sự cái ngôn ngữ khác thì nó có cái kiểu khác, nhưng mà đại khái mỗi cái ngôn ngữ nó có một cái quy định. Mình đừng hỏi tại sao. Ví dụ như mình nói tiếng Việt, mình nói đi bộ thì mình hiểu được là cái cảnh người ta đi bộ làm sao, chạy bộ là mình hiểu được, coi như là nó quy định như vậy. Cái đi này giống như decimal, giống như là một con số, cái percent. Thì khi mà nó sẽ in cái câu này ra mà nó không có in cái chữ percent với lại đi, mà nó lấy cái tham số thứ hai nó bằng cái giá trị bao nhiêu nó bỏ vô đây. Mày hiểu không? Chạy bộ ví dụ như cái số này nó cộng lại nó ra bao nhiêu, nó chèn lại chỗ này. Thì cái làm nhiệm vụ thằng này làm mình đâu có làm đâu, mình chỉ biết cách xài vậy thôi. Ok, thì tương lai mọi thứ nó đều là như vậy hết. Nó đều là mình cách mình xài cái function nó làm sao. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi từng bước. Cái từng bước này nó rất là quan trọng, bởi vì á, khi mà các bạn chạy sai, các bạn không hiểu tại sao nó sai, thì mình mới đi từng bước mình coi nó sai chỗ nào. Ok, rồi thì giờ các bạn nè, đây nè, bây giờ mình phải lập luận giống y như là mình cái thằng nãy mình bắt nó chạy bộ. Ok, mình nói ok vô, các bạn thấy chữ I nó là một số tùm lum từ lưa đúng không? Không, khi các bạn chạy vô nào, step một cái thì cái thằng I nó khởi tạo giá trị ban đầu là không, đúng không? Cái nó hỏi câu hỏi, hey, không có nhỏ hơn 5 không? Thì thằng này nó không nhỏ hơn 5 là đúng, không? Thằng này nó chưa làm. Thì bây giờ nó nói ok, vậy thì I cộng 1 nó bằng nhiêu? Không, I cộng 1 nó sẽ bằng là 1, các bạn thấy không? Bằng highlight lên, mình select lên. Cái nó nói ó, cái này bằng 1 nữa không? 1, tự động nó đưa giá trị, nó thế chỗ này 1 cho mình. Và nó in ra là chạy bộ 1. Các bạn đi qua, thì các bạn thấy chạy bộ 1. Các bạn thấy không? Đó. Thì cái trong đầu các bạn phải chạy giống như là máy như vậy. Máy nó giống như mình thôi, nhưng mà nó chạy rất là lẹ. Không? Nhưng mà mình phải biết chạy chậm. Mình giống như là kiểu là mình giảm tốc độ để mình biết sai chỗ nào. Cái bắt đầu mình kéo kế nè, các bạn để ý ai nó bằng 0 đúng không? Sau khi nó thực hiện hết rồi, nó thấy cái dấu này, tức là hết for rồi đó, nó bắt đầu nó sẽ thực hiện cái nhóm thứ ba này, nó sẽ tăng ai lên, chạy lên lần nữa, các bạn thấy ai bằng không không, chạy một phát thì nó ra ai bằng 1. Các bạn thấy không, tự động giống như mình đếm chạy một vòng rồi, nó đặt câu hỏi nè, 1 có nhỏ hơn 5 không, nó nói 1 tao nhỏ hơn 5 thì nó mới chạy vô cái hàng 17. Bạn hiểu không? Rồi mình coi như vậy thì 1 cộng cái này bằng nhiêu, mình mặc màu để một chuột lên thì nó nói số 2. Nó lấy số 2 này thế vô đây, nó in ra là chạy bộ 2. Mình bấm cái nút nào rồi? Bấm cái nút này. Đó, chạy bộ 2. Thấy không? Rồi tương tự mình làm như vậy. Mình coi chạy bộ 3, chạy bộ 4. Thấy không? Bắt đầu chạy bộ 5, bắt đầu là cái chót nè. Đó, cái chót nè, các bạn thấy số 4 đúng không? Bây giờ nó cộng 1 nữa nè, nó chỉ cần nhảy cái nè thì nó ra 5 rồi. Hiện tại vì này nó biến rồi, 5 nó sẽ nhỏ hơn 5. Thì mình hỏi đúng hay không? Nó là sai thì nó không làm nữa. Ok, rồi nó nhảy ra cái dòng lệnh kế phía dưới. Rồi, các bạn hiểu chưa? Hiểu ý là mình debug chưa? Cái debug này nó rất là quan trọng nha. Ok đâu. Rồi mình sẽ làm thêm cái while cho các bạn nha. À, có nhiều ngôn ngữ á, giống như là mình while loop thì mình làm while, đó là điều kiện. Cái giống như trong lúc trời không mưa thì tôi làm cái gì đó, cứ trời không bữa nay trời không mưa là mình cứ làm nó hoài, không? Còn trời mưa thì ok mình kết thúc mình không làm. À, rồi có cái do while là coi coi cái này có do while không?
Nè, do why tức là mình kiểm tra cái điều kiện nó phía sau, không? Giống như mình do why, okay, mình để mình thí dụ luôn cho các bạn. Ok. Rồi bên này. Nè, mình nói why nè. Why, ha, mình nói ví dụ như mình khai báo một cái biến nè. Integer i mình nói bằng 0 nè, không? Thì mình nói trong lúc why thì cái cú pháp của mình nó là vậy. Đó. Bây giờ mình cũng in là giống vậy luôn. Ví dụ như đi, mình nói giờ đi. Không. Mình cũng nói giống vậy luôn, cũng 5 lần viết giống hệt cái for đi. Why thì bây giờ cái câu điều kiện mình nói why nhỏ hơn 5, không? Trong lúc mà ai á, chứ là không phải why, ai nhỏ hơn 5 thì mình in ra. Không, giống chạy bộ. Mình in ra. Rồi sau khi mình in ra đó thì các bạn sẽ lấy cái ai cộng cộng, không? Đúng không? Nó giống hệt cái for nè, tức là mình làm hết rồi mình mới cộng, đúng không? Đó, thì cái câu điều kiện của why nó là như vậy. Khi mình chạy ra mình sẽ thấy đi từ 1 cho tới 5, đi 1 đi 2 đi 3 đi 4 đi 5. Ok, để mình coi đúng không. Đó, đi 1 2 4 5. Ok. Đó, nó là như vậy. Ok ha. Rồi, bây giờ sẵn bắt đầu mới nói cái này nè. Thì thay vì các bạn viết là cộng cộng nè thì nó tương tự như là như vậy nè. Ai bằng ai cộng 1. Thấy không? Mình bỏ cái này mình cất đi cũng được. Đó. Thì cái này nó tương hai cái này nó bằng nhau, thì cái này nó là cái gì? Thì cái này mình đọc làm sao? Khi mà có dấu bằng thì mình làm tất cả bên tay phải. Bên tay phải thì cái giá trị hiện thời của ai là bao nhiêu ta không cần biết. Tao cộng thêm 1. Cộng thêm 1 rồi trả lời bỏ vô đâu? Trả về cái rổ đó lại y chang cho tao đó. Giống như cái này ha. Thì cái đó là hai cách. Thì cách thứ ba nữa đó là ai cộng bằng 1, không? Tức là cái này đọc làm sao? Đọc tao không cần biết. Tao đang giá trị bao nhiêu kệ tao, mày cứ thêm vào một cho tao. Giống như cái rổ mình có hai trái táo, mình thêm một trái táo là ba trái táo, thêm một trái táo 4 trái táo đó. Thì mình đem ra thì nó cũng chạy giống như là ai cộng cộng ha. Thì cái đó cái cách để mà mình viết cái code, mỗi cái nó một cái kiểu gì thôi chứ không có cái gì mà cao siêu hết. Thằng khi các bạn hiểu thì các bạn mới làm nó biến hóa được. Ok. Rồi thì bây giờ mình viết cho các bạn thêm một cái do while đi. Ví dụ như do đủ quá, không biết phải viết như vậy không? Why ai nhỏ hơn 5 đi. Mình nói thí dụ gì cho nó có chịu hay không. Nè. Thí dụ như ai chỗ này mình gắn lên nè. Mình nói ai bằng 0. Nó sẽ in ra là chả, bơi đi. Đúng không? Nó sẽ in ra số bơi là 1, đúng không? Rồi cái sau khi mới in ra được rồi cái bắt đầu mình phải lấy ai cộng cộng lên, đúng không? Đó, đúng không? Rồi cái bắt đầu nó kiểm tra. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra cái này nó in ra bao nhiêu chữ bơi. Thì bây giờ đó ví dụ như mình coi nó có chạy hay không cái đã. Không? Thì cái ý tưởng của nó là nó lúc nào nó cũng chạy cái giá trị đầu tiên đó, không? Tức là ít nhất nó phải chạy một lần, không? Còn trong cái while này nó không có ít nhất nó chạy là không lần. Ví dụ như cái ai này mình lên số 1, số 10 là lần đầu tiên nó đâu có chạy vô, đúng không? Và đúng không? Cho nên nó khi mà đôi khi bị hỏi cái why với do why nó khác nhau chỗ nào thì cái why này mình có thể mình chạy không lần, nhưng mà cái do why này ít nhất mình phải chạy một lần. Đó, phải không? Rồi, đại khái tùy theo cái tình huống, cái vấn đề mình xử lý mà mình dùng cái nào đó cho nó uyển chuyển. Bây giờ mình chạy thử đó, mình in ra coi nó chạy gì. Rồi thì các bạn thấy bơi 1, 2, 3, 4, 5 đó, nó cũng y chang luôn, đúng không? Thì đó, cái câu điều kiện nó là như vậy đó. Thì khi mà nó làm xong và nó cũng tăng lên hoài, lúc đó mới coi câu điều kiện. Nếu mà nó không có thỏa mãn điều kiện này thì thoát ra khỏi cái lúc này luôn. Ok. Rồi ha. Thí dụ như để coi coi mình thêm một cái cho các bạn nữa. Để coi coi. Để coi chờ chút nha. Bây giờ đó mình để mình đóng lại, thí dụ như các bạn đóng lại, mình làm bự bự lên này. Cái này cái code này mình đóng lại nè. Đóng lại dùng cái nút này thì nó đổi màu hết, phải không? Ok. Là mình chỉ có for là chạy bộ thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, thí dụ như nó dùng một cái dòng lệnh nó gọi là break,
break là gì, giống như là mình take a break hay là mình nghỉ nghỉ xả 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 hơi, nghỉ giải lao buổi trưa gì đó. Ok, thì khi các bạn break á, tức là nó chạy khi mà nó thấy khỏi chỗ này thì nó tự nó thoát khỏi cái vòng lặp. Tương tự thì khi chữ break này các bạn bỏ trong cái while loop cũng vậy, thì nó break, thì tức là nó nghỉ. Thay vì mình không kêu nó nghỉ thì tự động nó cứ chạy cho cái vòng lặp nó 5 lần, nó chạy 5 lần. Thì các bạn thấy không? Cái vòng lặp này nó chạy có 1 lần rồi, thấy không? Ha. À, ví dụ như giờ mình nói ok, bây giờ mình đặt điều kiện vô, giống như là mình bắt thằng kia nó chạy 5 vòng nhưng mà bây giờ nó chạy mới có 2 vòng sân bóng mà nó nằm nó mệt la bệt liệt rồi, thì mình nói nó ok vậy thôi, nghỉ đi, không cần phải chạy 5 vòng, các bạn không? Thì cái đó là cái điều kiện để mà mình thoát ra mà mình không cần phải thỏa mãn hết 5 lần, không? Ví dụ mình thêm câu điều kiện vô. Nếu mà ai mà mình bằng cái này là không phải phép gán, phép so sánh nên mình hay dấu bằng các bạn. Mình nói bằng 4 đi, không? Thì mình làm gì đó, mình break, mình nói thí dụ như vậy. Không, mình nói ai bằng 2 thôi. Không, thì nó sẽ chạy chạy bộ như đại khái là 2 3 lần vậy đó, 3 lần. À. Đó, đó chạy bộ 3 lần, các bạn thấy không? Đó, tức là coi như là mình có cái câu điều kiện để mà mình giống như nó mệt quá thì mình cho nó nghỉ đi, tội nghiệp nó, thí dụ như vậy. Đó. Cho nên á mình chỉ cần học giống như là while, do while, nhưng mình không làm nhiều đâu, mình học for nhiều. If else rồi cái gán rồi cái dấu cộng trừ nhân chia là các bạn làm một cái chương trình biến hóa rất là nhiều cái chương trình nhỏ khác được rồi, thấy không? Ăn thua mình gom lại, mình để chỗ này chỗ kia là nó ra chương trình mình, nó ra là cũng ghê gớm lắm. Mình học thêm một chút xíu nhưng mà mình làm càng nhiều hơn nữa, được nhiều thứ hơn nữa. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn ở những cái thứ khác. Từ từ, đừng có gấp quá mà là nhảy vô làm mấy cái bài tập cao siêu quá mà sẽ bị đuối. Từ từ các bạn hiểu cái căn bản này thì các bạn học cái ngôn ngữ nào cũng như là làm những cái bài tập nào nó cũng giúp cho các bạn dễ hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.